bắt đầu ngày mới với sữa tươi chuẩn Hà Lan công thức mới, ngon hơn, dinh dưỡng hơn. Lúc này thì Viettel đang có sự sa sút phong độ khi họ đã để thua tới 4 trận đấu trong 6 trận đấu gần nhất kể từ giai đoạn thi đấu thứ 2 của V-League trở lại. Đó sẽ là một sự khó khăn, đó sẽ là một rào cản tâm lý của Viettel trước khi họ bước vào trận đấu này. Đặc biệt trong bối cảnh Viettel vừa trải qua rất nhiều khó khăn với rất nhiều những ca bị dính cúm A. Đây là trận đấu đầu tiên do huấn luyện viên trưởng Lư Đình Tuấn trực tiếp dẫn dắt đội bóng đất thủ. Có lẽ là Ederson sẽ cùng với Wellington sẽ là những cầu thủ chơi cao nhất trang tấn công của Becamex Bình Dương. Ederson đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này, đó là tình huống dứt điểm thành công trên chấm đá penalty trong trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Tottenham Định ở vòng đấu trước. Ngày hôm nay thì Bình Dương đã chơi với sơ đồ 4-1-4-1. Hoàng Đức cú đá từ rất xa, không vào. Pha dứt điểm uy lực và chính xác cũng rất bất ngờ và đẹp mắt của Hoàng Đức. Cự ly khoảng gần 30m. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha ra chân cực kỳ chất lượng của Hoàng Đức. Cú đá của Hoàng Đức đã tạo bất ngờ đối với thủ thành Sơn Hải. Và thủ thành môn của BK Bình Dương đã có một pha giật mình. Anh đã không có được một tình huống xử lý tốt nhất, nhưng may mắn là bóng vẫn kịp chạm tay anh và đi vọt xa. Người ném biên sẽ là Đoàn Tuấn Cảnh. Tuấn Cảnh rất nổi bật với những tình huống ném biên cực mạnh, không khác gì một quả tạt bóng nguy hiểm. Đó là tình huống dứt điểm rất nhanh của Bùi Vĩ Hào. Nguy hiểm. Đã có những sự lơi lỏng đến từ Đức Chiến và vừa rồi là đường truyền ngang của Thanh Thảo, đường truyền rất ẩu. Giovanni không có việt vị, vẫn là Giovanni. Các cầu thủ phòng ngự áo trắng đã lăn xả để cứu thua cho BK Bình Dương trong pha bóng vừa rồi. Cả hai trung vệ Oliver và Thanh Long sau trận hòa trên sân của Tottenham thì họ đã có được chiến thắng liên tục. Hoàng Đức không vào trước sự can thiệp của Thanh Long thì Hoàng Đức đã không có được tư thế thoải mái nhất để thực hiện tình huống dứt điểm khi đối mặt với Sơn Hải. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Bóng bay ra rất nhanh của Sơn Hải. Hoàng Đức đã lướt được qua Thanh Long, nhưng khi Sơn Hải băng ra với một tốc độ hết sức mạnh mẽ thì Hoàng Đức cũng đã bị phân tâm và không có được một tình huống dứt điểm ưng ý. Duy Khánh, Tống Anh Tỷ có khoảng trống dứt điểm từ xa, không dám sút. Thanh Thảo, quả tạt bóng lỗi của Thanh Thảo, rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của hậu vệ biên số 3 bên phía BK Bình Dương. Sau quãng thời gian đầu mùa giải thi đấu hơi chệch choạc thì những trận đấu gần đây có cảm giác như Duy Khánh đã bắt nhịp với giải đấu tốt hơn. Vừa rồi là một tình huống xoay sở và dứt điểm từ xa của Wellington, nhưng có vẻ như cú đá vẫn còn đi cách khá xa khung thành của Nguyên Mạnh. Thủ thành gốc Nghệ An rất điềm tĩnh và kiểm soát được tình hình. Wellington, cú sút thứ hai của Wellington trong trận đấu này. Và cả hai tình huống dứt điểm của Tân Bình mặc áo số 37 bên phía BK Bình Dương. Và bây giờ họ đang phải nhận tình huống phản công. Ederson không vào. Người đã cứu thua cho Viettel là Thanh Bình. Ba vòng đấu trước thì Thanh Bình đã là người phản lưới nhà trong một tình huống nỗ lực cứu thua trong trận đấu với Nam Định. Và lần này thì Thanh Bình đã thành công trong một nỗ lực khác, lui về và cứu thua cho Viettel. Một tình huống mà Thanh Bình cứu thua có tầm quan trọng không khác gì một bàn thắng. Nhưng Viettel đang chơi khá tệ. Bây giờ thì không ai cứu được Viettel nữa rồi. Bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ BK Bình Dương. Người ghi bàn là Tân Bình Wellington. Quá thụ động trong những tình huống cố định. Liên tục là những tình huống phối hợp qua lại của các cầu thủ áo trắng, nhưng không có sự can thiệp nào đến từ hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Và đây là sự thất vọng của thủ thành Nguyên Mạnh. Wellington có bàn thắng đầu tiên cho BK Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này.
Người chạm bóng đầu tiên là Oliver Khắc Ngọc giật mình. Thanh Thảo chuyền bóng vào trong và Wellington đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đánh đầu từ cự ly chỉ chưa đến 1 mét ghi bàn cho BKM Bình Dương. Rất bị động. Có tới gần 10 cầu thủ của Viettel ở trong khu vực 5m50 nhưng để cho các thủ áo trắng phối hợp chuyền bóng qua lại và có được một bàn thắng hết sức dễ dàng. Dương Văn Hảo, quả tạt vừa tầm, không được. Có mỗi mình GVD nguy hiểm. Cú đá kỹ thuật vừa rồi là của Bùi Duy Thường. Một cú đá bu lai má nửa này rất kỹ thuật, bóng đi căng như kẻ chỉ nhưng rất tiếc là lại chạy cột dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm tốt của Duy Thường, đó là một cú đá vô lê. Bóng vừa nảy lên thì Duy Thường đã có một tình huống ép bu lai má rất hay. Bóng đi căng, mình tiếc là vẫn chạy cột dọc. Dương Văn Hảo đã được đưa vào để đá cặp tiền đạo cùng với Giovanni. Cánh phải thuộc về Nguyễn Đức Hoàng Bình, cánh trái là sự có mặt của Trần Danh Trung. Hoàng Đức nguy hiểm, đầu quá nhẹ của Giovanni. Hơi tiếc cho Giovanni và cho Viettel trong pha bóng này. Đó là một pha bóng hiếm hoi mà Hoàng Đức và Giovanni đã tìm thấy nhau. Giovanni cũng đã chọn được điểm rơi và tiếp bóng thành công. Nhưng đó vẫn là một pha bóng mà tiền đạo của Viettel phải dứt điểm ở tư thế với, tư thế khó. Giovanni! Hai tình huống dứt điểm liên tục. Dương Văn Hảo không được. Cú dứt điểm của Giovanni đã không thể vượt qua được sự truy cản của Oliver. Còn cú đá sau đó của Dương Văn Hảo thì lại quá nhẹ. Nỗ lực cứu bóng của Thanh Long đã đưa trái bóng đến thẳng vị trí của Giovanni. Dương Văn Hảo thì vẫn thế, vẫn rất xuất sắc trong những tình huống xử lý trước đó. Wellington, Wellington và Đức Chiến. Vẫn là Wellington. Wellington không được. Tiền đạo người Brazil đã cố gắng dứt điểm ở góc hẹp chứ không phải là một đường truyền cho Ederson băng vào. Đây là một pha bóng mà Wellington đã cho thấy được sức mạnh và tốc độ của mình so với Đức Chiến. Hoàng Minh. Không có lỗi của Thanh Long. Jaha. Viettel đang tăng tốc. Dương Văn Hảo bấm bóng kỹ thuật không được. Rất tiếc là Jeone lại đánh đầu ra ngoài ở cự ly chỉ khoảng 3m trước cửa cầu môn của BKM Bình Dương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Rất thuận lợi nhưng Jeone có lẽ là cũng đã đuối sức. Anh cũng đã có dấu hiệu bị chuột rút sau khi bật lên. Và khá bất ngờ khi người đang được chuẩn bị được đưa vào sân là Huỳnh Kesley. Vẫn là những nhịp xử lý cuối cùng của Dương Văn Hảo. Như vậy là chúng ta chuẩn bị được chứng kiến cầu thủ lớn tuổi nhất của V-League ra sân. Một huyền thoại của V-League, Huỳnh Kesley Alves. Cầu thủ năm nay đã 41 tuổi. Lần gần nhất anh ra sân ở V-League là năm 2019 trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Kesley Alves vào thay cho Nguyễn Thanh Thảo và cùng với đó là Trương Dũ Đạt. Trương Dũ Đạt khởi động cùng với Lê Văn Đại nhưng bây giờ thì mới được đưa vào sân. Và trận đấu cuối cùng thì cũng đã khép lại với trận thắng quan trọng dành cho BKM Bình Dương. Họ đã chặn đứng được chuỗi trận rất đáng thất vọng bằng một chiến thắng quan trọng trên sân của Viettel.